Cô mến chào các em học sinh của trường tiểu học Trung Nhất. Đến với tiết khoa học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, vai trò của chất bột đường. Qua bài học này, các em sẽ phân loại được thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hoặc là nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật. Phân loại được thức ăn dựa vào chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó và biết được các thức ăn có chứa nhiều chất bột đường và vai trò của chúng. Các em hãy kể tên các thức ăn, đồ uống mà bạn thường dùng vào các buổi sáng, trưa, tối. Vào các buổi sáng, trưa, tối, chúng ta thường ăn có thể là cơm, phở, bánh mì, thịt, cá, tôm, táo, lê, vân vân, rất là nhiều các loại thức ăn. Vậy trong các loại thức ăn và đồ uống mà cô và các em vừa kể có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng và người ta có rất nhiều cách để phân loại đồ ăn, thức uống. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về điều này nhé. Chúng ta cùng nhau vào hoạt động 1, phân loại thức ăn và đồ uống. Cô mời các em mở sách khoa học trang 10 và quan sát hình. Các em hãy nói tên các thức ăn đồ uống có nguồn gốc động vật và thức ăn đồ uống có nguồn gốc thực vật. Các em có 2 phút để suy nghĩ. Cô mời các em cùng quan sát bảng và sửa bài với cô nhé. Các loại thức ăn đồ uống có nguồn gốc từ thực vật là rau cải, đậu cô ve, bí đao, lạc, nước cam, cơm. Còn các loại thức ăn đồ uống có nguồn gốc từ động vật là thịt gà, sữa, cá, thịt lợn, tôm. Đây là hình ảnh thức ăn đồ uống có nguồn gốc từ thực vật. Lạc còn gọi là đậu phộng. Một số hình ảnh thức ăn đồ uống có nguồn gốc từ động vật. À, rất là quen thuộc với chúng ta đúng không nào? Người ta có thể phân loại thức ăn theo những cách nào? Dựa vào lượng chất chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn làm 4 nhóm. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm, nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo và nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin và chất khoáng. Ngoài ra, trong nhiều loại thức ăn còn có chất xơ và nước. Một số loại thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau nên chúng có thể xếp vào các nhóm thức ăn khác nhau. Ví dụ như trứng chứa nhiều chất đạm, chất khoáng, canxi, phosphor và lòng đỏ trứng chứa nhiều vitamin A, D và nhóm B đó các bạn ạ. Đây là một số hình ảnh về nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo. Nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin và chất khoáng. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hoạt động 2, các loại thức ăn có chứa nhiều chất bột đường và vai trò của chúng. Các em hãy kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà các em biết. Một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường như gạo, ngô, bánh quy,
bánh mì, mì sợi, chuối, bún, khoai lang, khoai tây. Đây là một số các loại thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà cũng rất là quen thuộc với chúng ta. Cô mời các em quan sát hình ảnh. Hằng ngày các em thường ăn các chất chứa nhiều chất bột đường như là cơm, bánh mì, đường, phở, mì. Vậy các chất bột đường cần thiết như thế nào đối với cơ thể con người? Các chất bột đường cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ cơ thể. Cô giới thiệu với các em một số hình ảnh về gạo có nguồn gốc từ cây lúa, ngô có nguồn gốc từ cây ngô, bánh quy, bánh mì, mì sợi có nguồn gốc từ cây lúa mì. Đây là hình ảnh cây chuối, cây khoai lang và cây khoai tây. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong các thức ăn đồ uống có rất là nhiều chất dinh dưỡng và mỗi chất dinh dưỡng có trong mỗi loại thức ăn. Chúng ta có thể chia thành các nhóm, đó là nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, chứa nhiều chất đạm, chất béo và vitamin và chất khoáng. Cô đã làm thành một cái sơ đồ như thế này và đồng thời chúng ta cũng biết được là vai trò của chất bột đường quan trọng như thế nào Sau đối bài với học cơ này, thể của các con em người. hãy xem lại phần nội dung chính Và của bài ngày bài hôm sau và chúng chuẩn ta bị sẽ bài tiếp cùng nhau theo tìm vai hiểu trò tiếp của về chất vai đạm trò và chất béo. của chất đạm và Cảm chất ơn các béo em đã nhé. chú ý lắng nghe.